Kênh Giá Lúa Gạo ngày nay rất vui khi được chào đón quý bà con và các bạn. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Quý bà con và các bạn đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin thị trường chính xác được cung cấp mỗi ngày trên kênh. Sự đồng hành và ủng hộ của quý vị luôn là nguồn động viên quý giá đối với ban biên tập chúng tôi. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giá lúa luôn biến động thất thường và không có sự cố định, luôn có sự dao động giữa các thời điểm và các tỉnh địa phương khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận thị trường hôm nay tại An Giang, gạo nếp giá bình ổn, giá lúa nếp chững, nhu cầu mua chậm. Đối với các loại gạo khác, nhu cầu mua đều, giao dịch chốt lay rai, nhà máy có hàng chào bán vững giá so với cuối tuần. Trong khi đó, tại Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu OM5451 bán hàng chạm giá với giá gạo đẹp. Về nguồn gạo, hiện có ít và nguồn Campuchia về giảm lại. Mặt bằng chung, giá gạo ổn định so với cuối tuần trước. Tương tự tại Lấp Vò, Đồng Tháp, gạo về khu vực Lý Thơn cuối tuần, kho mua lay rai cho giá mua vững so với cuối tuần. Xuất khẩu gạo lâu nay luôn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, tác động lớn đến sinh kế và lợi ích của hàng chục triệu nông dân cả nước. Trong thời gian tới, ngành hàng xuất khẩu gạo còn nhiều tiềm năng và cơ hội tăng trưởng, mang lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp và nông dân trồng lúa. Giá lúa tại Kiên Giang OM380 9.200 đến 9.500 đồng một ký, IR50404 9.300 đến 9.600 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.300 đến 9.600 đồng một ký, OM18 9.200 đến 9.500 đồng một ký, OM5451 9.400 đến 9.600 đồng một ký. Nàng hoa chín dao động từ 9.400 đến 9.700 đồng một ký, DS1 8.700 đến 8.900 đồng một ký, ST21 9.200 đến 9.300 đồng một ký, ST4, ST5 9.400 đến 9.600 đồng một ký, RVT 8.800 đến 9.000 đồng một ký, lúa Nhật 8.800 đến 9.100 đồng một ký, Jasmine dao động từ 8.700 cho đến 9.000 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang OM5451 9.300 đến 9.500 đồng một ký, nàng hoa chín 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM18 9.100 đến 9.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.100 đến 9.500 đồng một ký, IR504 9.200 đến 9.500 đồng một ký, nếp khô Long An 9.500 đến 9.800 đồng một ký, nếp tươi Long An dao động từ 7.600 cho đến 7.800 đồng một ký, nếp khô An Giang 9.600 đến 9.800 đồng một ký, gạo nguyên liệu 13.150 đến 13.250 đồng một ký, gạo thành phẩm 15.350 đến 15.450 đồng một ký, tấm 11.500 đến 11.600 đồng một ký, cám 7.500 cho đến 7.600 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau OM4900 9.000 đến 9.200 đồng một ký, OM5451 9.100 đến 9.300 đồng một ký, IR50404 9.200 đến 9.300 đồng một ký, OM18 9.200 đến 9.300 đồng một ký, Tài Nguyên 8.800 đến 9.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.300 cho đến 9.500 đồng một ký, nàng hoa chín 9.300 đến 9.500 đồng một ký, RVT 8.800 đến 9.000 đồng một ký, ST24, ST25 với mức dao động từ 9.300 cho đến 9.600 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 9.300 đến 9.400 đồng một ký, OC10 8.800 đến 8.900 đồng một ký, OM380 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM4900 9.000 đến 9.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.300 đến 9.500 đồng một ký, OM5451 9.300 cho đến 9.400 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 8.800 đến 9.000 đồng một ký, RVT 8.900 đến 9.000 đồng một ký, lúa Nhật 8.700 đến 9.100 đồng một ký, ST4, ST5 9.400 đến 9.700 đồng một ký, Jasmine 8.800 cho đến 9.000 đồng một ký.
Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR50404 9.300 đến 9.400 đồng một ký. OM18 9.300 đến 9.400 đồng một ký. OM5451 9.200 đến 9.400 đồng một ký. Chavonica 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM380 9.100 đến 9.400 đồng một ký. Lúa Nhật 8.800 cho đến 9.100 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ, Hậu Giang IR50404 9.200 đến 9.300 đồng một ký. OM18 9.200 đến 9.400 đồng một ký. OM5451 9.300 đến 9.400 đồng một ký. Đài Thơm 8 9.300 đến 9.500 đồng một ký. OM380 9.400 đến 9.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 9.300 đến 9.500 đồng một ký. RVT 8.900 đến 9.000 đồng một ký. OM576 8.700 đến 9.000 đồng một ký. OM4218 8.800 đến 9.000 đồng một ký. Jasmine 8.700 đến 8.900 đồng một ký. Japonica với mức giá dao động từ 8.700 cho đến 9.000 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 9.300 đến 9.400 đồng một ký. OM5451 9.200 đến 9.400 đồng một ký. Đài Thơm 8 9.400 đến 9.600 đồng một ký. IR50404 9.200 đến 9.300 đồng một ký. OM380 9.200 đến 9.500 đồng một ký. Nếp tươi Long An 7.400 đến 7.700 đồng một ký. Jasmine 8.600 đến 8.900 đồng một ký. ST25 9.400 đến 9.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 9.300 đến 9.700 đồng một ký. OM4900 9.200 đến 9.400 đồng một ký. OM9577 dao động từ 8.700 cho đến 8.900 đồng một ký. Giá lúa tại Tây Ninh OM576 8.700 đến 8.900 đồng một ký. IR50404 9.300 đến 9.500 đồng một ký. Đài Thơm 8 9.300 đến 9.600 đồng một ký. OM6976 8.900 đến 9.200 đồng một ký. OM5451 9.200 đến 9.600 đồng một ký. OM4900 9.100 đến 9.300 đồng một ký. OM34 với mức giá dao động từ 9.100 cho đến 9.200 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Hoa 9 19.500 đồng một ký, gạo Nàng Nghiên 26.000 đồng một ký, gạo Jasmine ổn định 16.000 đến 18.500 đồng một ký, gạo trẻ thường 12.000 đến 14.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng một ký, gạo Thơm Thái hạt dài với mức giá dao động từ 18.000 đồng cho đến 20.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thường 16.000 đến 17.000 đồng một ký, gạo Sóc Thái 18.500 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con và các bạn đã bớt chút thời gian lắng nghe bản tin về giá lúa gạo của ban biên tập chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người. Xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.